Đây mọi người này, xung quanh lợn TV đây là toàn cây hoa đỗ quyên nhé. Đây mọi người này, hoa đỗ quyên rất chi là nhiều luôn. Nhìn rụng trắng. Hôm nay mà nắng ấy thì lợn TV sẽ trèo lên đỉnh này cho mọi người bị xem nhé. Nhưng mà trời âm u quá, lợn TV sẽ đợi xem khoảng độ 1-2 giờ chiều xem có nắng không nhé. Hiện tại lợn TV đang trên này một mình thôi. Đây, hoa rụng nhiều và vẫn còn trên cây rất chi là nhiều, chưa hết. Tiếp là hôm nay trời tiết không được nắng các bạn, hoa nở rất đẹp này. Đấy, đây đó mọi người này. Hiện tại hoa này vẫn đang đua nở nhá, chưa nở hết. Này khoảng độ một tuần nữa này nở đẹp luôn. Này lên là hoa nó mưa ướt quá. Bây giờ thấy ướt, mưa ướt nên là hoa, cánh hoa nó không được sức sống mới này. Mọi người nhìn quang cảnh nhìn đẹp không? Đây mọi người nhá, nó lên một loạt lên tận trên này cơ. Thông cảm máy của em không thể quay được hết. Rồi, rất chi là nhiều nhé. Đây mọi người này, nhìn đang lợn TV đang trong rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh Tây Cô Lĩnh mọi người ạ. Nhìn mọi người nhìn thấy hoa rất nhiều không, rụng rất nhiều mà trên cây vẫn còn nhiều, nhưng mà do sương mù, mây mù quá mọi người ạ, khá là đẹp luôn. Nhìn hoa rụng này mọi người này. Đấy, lợn TV sẽ đợi đến tầm 2 giờ chiều lợn TV mới xuống núi nhá, để cho xem có được hứng nắng không nhá. Hoa đỗ quyên rụng này. Mọi người chỉ thấy hoa đỗ quyên rụng nhiều không? Wow, rụng trắng, rụng trắng luôn. Đây xung quanh này phần hoa đỗ quyên rụng khá là nhiều luôn này mọi người này. Nên là do thời tiết mưa nhiều quá không thể lên được. Giờ lên thì nó đã già quá, rụng quá rồi. Đây là những cây hoa đỗ quyên nở rụng cả một rừng luôn mọi người nhé. Trước là hôm nay lên trời không được lắm. Đây, cây này, cây đỗ quyên cổ thụ này. Vẫn còn nhiều lắm nhưng mà